Nằm trong nỗ lực giảm thiểu tác hại của môi trường với sức khỏe con người, nhiều tổ chức doanh nghiệp trên cả nước đã có những nghiên cứu đề xuất đưa ra các giải pháp cải thiện sức khỏe con người. Trong đó có hội thảo giới thiệu công nghệ collagen thủy phân trong việc chống lão hóa da ở phụ nữ. Ô nhiễm môi trường, khói bụi, ùn tắc giao thông đang ngày một gia tăng, nhất là ở các đô thị, đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có tác động lên làn da của phụ nữ. Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia y tế đã chia sẻ các giải pháp bảo vệ sức khỏe, trong đó có làn da, cũng như là những trao đổi quá trình về chăm sóc da, chống lão hóa, đặc biệt là với phụ nữ sau tuổi 25. Thấu hiểu được những nhu cầu cấp thiết về da của người phụ nữ sau độ tuổi 30, mới đây, tại Hà Nội, nhãn hàng Dakami đã tổ chức hội thảo giới thiệu về phương pháp làm đẹp mới bằng công nghệ collagen thủy phân. Hội thảo có sự góp mặt của chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Vũ Triệu Tuấn và Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân. Tại hội thảo, ông Vũ Triệu Tuấn đã có những phân tích, chia sẻ về công nghệ làm đẹp collagen thủy phân. Đây được xem là một công nghệ tiên tiến, hiện đại, áp dụng công nghệ tách nhỏ thành phần collagen thành các phân tử siêu nhỏ, giúp đẩy nhanh sự hấp thụ vào cơ thể gấp 7 lần so với thông thường. Qua nghiên cứu chuyên sâu, nhận thấy được hiệu quả vượt trội, Dakami đã áp dụng phương pháp này vào sản xuất kem chống lão hóa Dakami với tác dụng chính là chống lão hóa, căng bóng da, xóa mờ các vết thâm nám, đưa tới cho người phụ nữ một làn da trẻ đẹp. Trao đổi tại hội thảo, bác sĩ chuyên gia da liễu cũng khuyên chị em nên sử dụng kem Dakami trước khi các dấu hiệu của thời gian tác động mạnh lên làn da của người phụ nữ. Bên cạnh những đánh giá của các chuyên gia, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân cũng đã có những lời khuyên hết sức hữu ích dành cho các chị em phụ nữ. Và thực sự thì sau khi đến buổi hội thảo và được lắng nghe các chuyên gia cũng như là bác sĩ chia sẻ về sản phẩm dưỡng da Dakami có chứa những cái công nghệ về mới nhất về collagen thủy phân thì Ngọc Hân cảm thấy vô cùng hào hứng. Có lẽ cũng là rất là giống cảm xúc của tất cả những khách mời, những người chị em đã cùng đến đây để lắng nghe cái buổi hội thảo, và mọi người đều cảm thấy rất hào hứng khi mà ngay sau buổi hội thảo này chúng ta có những cái sản phẩm để có thể dùng thử và trải nghiệm cái công nghệ mới nhất trong cái làn sản phẩm dưỡng da của chúng ta. Và đặc biệt là một cái điều mà mình rất là quan tâm đó chính là giá thành, nó cũng như là cái chất lượng đã được kiểm nghiệm đều đã được chúng ta cảm thấy rất là yên tâm với những công nghệ cao cấp nhất từ Hàn Quốc được đem về Việt Nam sản xuất và đem đến cho phụ nữ Việt một cái làn da tươi mới, đem lại cho tất cả mọi người. Thành phần của sản phẩm Dakami thì hoàn toàn từ thiên nhiên và không hoàn toàn không kích ứng đối với các loại da mẫn cảm hay kích ứng. Về cái thành phần có thêm với sản phẩm của collagen thủy phân thì giúp tăng hiệu quả so với sản phẩm collagen thông thường lên đến 7 đến 10 lần. Tuấn vẫn thường khuyên khách hàng sử dụng sản phẩm của Dakami từ ngoài 25 tuổi, đã có dấu hiệu lão hóa thì mình nên sử dụng cái sản phẩm của Dakami để giúp cho làn da mình luôn căng bóng. Dakami 제품은 한국에서 오랜 과학자들에 의해서 연구로 천연자원의 성분을 이용해서 만들어진 것입니다. Ngoài áp dụng công nghệ collagen thủy phân, trong kem chống lão hóa Dakami còn có các thành phần 100% từ thiên nhiên như tinh dầu jojoba, tinh dầu lưu hội, chiết xuất mật ong giúp cho làn da không bị kích ứng và an toàn với người sử dụng. Với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP, công nghệ collagen thủy phân đã được ứng dụng trong công nghệ sản xuất kem chống lão hóa Dakami, có tác dụng tăng hệ miễn dịch, tạo lớp màng bảo vệ cho da, tránh khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Với những ưu điểm vượt trội, Dakami đã nhận được rất nhiều đánh giá khen ngợi từ các nhà khoa học và chuyên gia ngành y tế. Có thể nói, Dakami là một giải pháp tối ưu xóa mờ đi các dấu hiệu lão hóa, góp phần lưu giữ nét thanh xuân cho làn da mà chị em phụ nữ đang tìm kiếm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.